Xin chào các bạn, để mua máy xông mặt mini loại nào tốt và chất lượng thì bạn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau như là tính năng sản phẩm, giá bán và nhu cầu sử dụng hoặc là xuất xứ của sản phẩm. Vậy để làm được điều đó thì bạn hãy tham khảo một số tiêu chí mà mình đưa ra ở dưới đây. 1. Hãng sản xuất máy xông mặt. Chọn các hãng sản xuất phổ biến như Sony, Panasonic, Philips, Leica, Mauer và nhận được nhiều đánh giá tốt từ người tiêu dùng. 2. Máy xông mặt có công suất vừa phải. Chỉ số công suất cao hay thấp ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bay hơi nước. Một chiếc máy xông hơi mặt hoạt động với công suất 100W là phù hợp. 3. Ứng dụng công nghệ hiện đại, chức năng tiên tiến, các loại máy xông mặt đều có ứng dụng công nghệ phun hơi ion âm tác động sâu dưới nang lông. Thiết bị tạo ra hơi nước với tốc độ khoảng 3-6ml trên phút giúp làm sạch da. Nhiệt độ lý tưởng để xông mặt là 40 độ C. 4. Chất liệu máy bằng nhựa ABS cao cấp. Chọn các máy được làm bằng thép không gỉ, nhựa ABS cao cấp, rất bền và cũng thuận tiện hơn trong vấn đề vệ sinh sau mỗi lần dùng. 5. Thiết kế, hình thức tiện dụng. Chọn loại máy nhỏ gọn, có trọng lượng nhẹ, thiết kế hiện đại, dễ sử dụng. 6. Thời gian sử dụng và dung tích bình. Chọn loại máy xông mặt có dung tích vừa đủ, không quá nhỏ hoặc quá lớn. Vì nếu sử dụng bình dung tích lớn thì việc làm nóng nước lâu hơn, tốn thời gian, tốn điện. Còn nếu bình nhỏ thì rất tốn thời gian tiếp thêm nước. 7. Máy sử dụng nguồn điện hay pin. Máy chạy bằng điện thì vừa nhanh gọn, lại tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với máy chạy bằng pin. 8. Giá máy xông mặt. Đa dạng, từ thấp đến cao tùy thuộc vào thương hiệu, chất lượng, tính năng của từng dòng sản phẩm. Nên chọn phù hợp với túi tiền mà vẫn đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Và vừa rồi là một số tiêu chí mà chúng ta cần để ý trước khi mua máy xông mặt mini. Mình hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích dành cho các bạn, để cho các bạn mua được một chiếc máy xông mặt mini phù hợp với nhu cầu và gia đình của các bạn nhất. Link mua sản phẩm mình để dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Đa dạng, từ thấp đến cao tùy thuộc vào thương hiệu, chất lượng, tính năng của từng dòng sản phẩm. Nên chọn phù hợp với túi tiền mà vẫn đáp ứng được yêu cầu đặt ra.